kính chào quý vị và các bạn. Bão số 4 tương tác với khối không khí lạnh phía Bắc nên cường độ đã suy yếu nhanh. Đến chiều nay còn cấp 8, giật cấp 10. Đêm nay bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ 10 đến 15 km/h và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là vùng áp thấp và tan dần, không có khả năng tác động trực tiếp lên đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, trong 24 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh, thời tiết và tình trạng biển vẫn không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân còn trên đất liền miền bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày mai trời chuyển nhiều mây hơn nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất vào trưa chiều chỉ từ 26 đến 29 độ có nơi cao hơn ở các tỉnh phía tây bắc bộ về đêm và sáng sớm nhiệt độ hạ thấp chỉ từ 21 đến 24 độ vùng núi thấp hơn trời chuyển lạnh quý vị chú ý sự thay đổi thời tiết để đảm bảo sức khỏe với khu vực trung bộ mưa vẫn diễn ra rải rác tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tập trung vào chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh về nền nhiệt tại khu vực này cũng không biến đổi quá nhiều nhiệt độ ban trưa tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở ngưỡng là 28 đến 31 độ và khoảng từ 30 đến 33 độ tại Đà Nẵng đến Bình Thuận. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa ở Tây Nam suy yếu nên từ ngày mai mưa giảm xuống diện giải rác về chiều tối, số điểm mưa vừa mưa to cũng giảm hẳn. Còn về tình hình nhiệt độ, nói chung không biến đổi quá nhiều, nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên trong khoảng là 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 21 đến 29 độ.